Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Ngay bây giờ hãy cập nhật những thông tin đáng chú ý về thị trường tài chính. Thái Holding đặt mục tiêu lãi 241 tỷ đồng, đang tiếp cận dự án và doanh nghiệp tại các thành phố lớn, trực thuộc trung ương, có thế mạnh về du lịch. Mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu, Ronald Capital nâng sở hữu tại kênh Bắc lên hơn 6%. Vinaconex chi tiền mua lại gần 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Thưa quý vị, thêm một phiên giao dịch buôn tẻ của thị trường với diễn biến cũ là dòng tiền thiếu sự định hướng. VN-Index chủ yếu giao dịch giằng co nhẹ dưới tham chiếu cho đến khi kết ngày, đóng cửa đi lùi hơn 1 điểm. Lực mua chủ yếu là thăm dò, dòng tiền thận trọng khi thanh khoản trên sàn HOSE giảm hơn 24% so với hôm qua, xuống gần 8.700 tỷ đồng. Tính chung cả ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài rút dòng gần 300 tỷ đồng, chủ yếu vào họ nhà Vingroup. Nhóm bất động sản lấy lên nhiều sắc xanh, chủ yếu ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Trong đó thì PDR và DIG hút tiền mạnh, đẩy đà tăng lên sát 5%. Dòng tiền cũng hướng vào DIG với gần 570 tỷ đồng khớp lệnh, cao nhất hơn một tuần qua. Mã chứng khoán này đang thử thách vùng kháng cự ngắn hạn quanh 17.500 đồng. DIG Corp vừa qua cũng đã đạt mục tiêu đầy tham vọng, đạt lãi kỷ lục 1.400 tỷ đồng trong năm nay. Ngược lại thì loạt blue chip đã hãm đà tăng của thị trường chung là bộ ba VIC, VHM, VRE đã tiếp tục giảm. Thị trường giằng co phản ánh rõ nét nhất ở mức độ phân hóa cao ở các trụ cột. Rổ V30 có 13 mã tăng, 15 mã giảm, cùng FPT và ACB đứng tham chiếu. Thanh khoản trong rổ blue chip này cao nhất thuộc về NVL với hơn 23 triệu đơn vị khớp lệnh. Nhà đầu tư vẫn hướng sự quan tâm về các cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong đó thì nhóm ngành nhựa đã nối dài đã hưng phấn với độ cao được giữ vững tới phiên chiều. DAG kịch trần lên 14.950 đồng, HTI có thêm 6,7% hay là AAA cũng tăng gần 5%. Dù thị trường đã liên tục đón nhận những tin vĩ mô tích cực, tuy nhiên thì tâm lý trước những ngày nghỉ lễ dài sắp tới là yếu tố khiến nhà đầu tư chưa chịu giải ngân vào cổ phiếu dù đang vào mùa báo cáo tài chính quý 1 và đầu cũng có đông. Điểm tích cực là áp lực bán không quá lớn, dẫn tới sự cân bằng tạm thời về cung cầu, khiến cho thị trường chỉ biến động nhỏ. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chứng khoán được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.